Phước và Linh nhận được coi là bản lề của cả series bán kết playoff miền Đông. Toronto Raptors không được phép được thua trước Boston Celtic. Vì dẫn trước 2-0, nhà đương kim vô địch chỉ cần thêm một thất bại là sẽ rơi vào cái hố 3-0. Nếu chưa có đội bóng nào có thể lội được dòng trong lịch sử. Toronto Raptors đã bất ngờ tác hiệp một cách ngoạn mục với cú ném kèm quyền inverse spinner đỉnh cao của OG Anunoby. Ở tình huống kiểm soát bóng trước đó, Kemba Walker đã tiếp tục thể hiện độ clutch của mình. Với pha kiến tạo dọn cổ từ Daniel Gates, đưa Boston lên dẫn trước 103-101 với chỉ vỏn vẹn 0.5 giây trên đồng hồ thi đấu. Đứng chân với nhiêu đó thời gian, Toronto Raptors sẽ khó làm nên chuyện. Không nhấp 5 giây, chỉ đủ cho một tình huống cầm bóng và phải đánh ngay lập tức, catch and shoot. Thế nhưng điều không tưởng đã được thực hiện hóa bởi nhà đương kim vô địch của NBA. Đưa vào sân để che nhiều tầm nhìn nhất có thể. Dẫu vậy, Paul đã không làm khó được Kyle Lowry với đường truyền chuẩn xác đến từng centimet cho OG Anunoby ở bên kia sân. Bóng đi vào rổ cũng đúng ngay lúc tiếng buzzer vang lên. Trận đấu đã kết thúc với chiến thắng 104-103 nghẹt thở cho Toronto Raptors. Với chiến thắng vô cùng quan trọng này, Toronto Raptors đã rút ngắn cách biệt tỷ số series playoff đến Boston Celtics xuống còn 1-2. OG Anunoby bên cạnh cú ném giải cứu toàn đội đã có thêm 12 điểm, 10 rebound, 3 steal và 2 block, mang trình diễn cực kỳ ấn tượng. Những người ghi nhiều điểm nhất và cuộc thi đấu nhiều nhất cho Raptors chính là người đã kiến tạo cho OG, Kyle Lowry. Halo nghỉ đúng 2 phút trong cả trận đấu, mang về 31 điểm, 8 assist, 6 rebound và 2 steal. Ngoài ra, toàn bộ 5 cầu thủ trong đội hình xuất phát của Toronto đều ghi ít nhất 10 điểm. Trong khi đó, Boston Celtics nhận thất bại vô cùng cay đắng khi mất liên lạc một cách đáng tiếc ở pha bóng cuối cùng. Ở lượt trận tiếp theo, Boston Celtics sẽ chạm trán Toronto Raptors tại game 4 diễn ra vào rạng sáng Chủ nhật ngày 6 tháng 9.